Mỗi bịch 20k mà quá trời đồ luôn. Đừng nói là lắc phô mai, khoai mỡ, khoai lang, khoai môn rồi dừa chuối sake. Ở chỗ chị Lan còn lắc cả xí muội, mặn mặn ngọt ngọt, đậm vị cực. Và lần đầu tiên mình thấy cái món dừa chiên như thế này. Mở từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối thôi mà lúc nào chị cũng đông khách. Đây thì chính là đang chiên khoai mỡ này. Nhà ba người vừa làm vừa chiên vừa gắp đồ cho khách mà vẫn cứ không kịp. Bên nồi này thì là chuối rồi là sake. 10.000 thôi nhưng mà hẳn 3 miếng luôn. Mục đích ban đầu đến đây của mình là ăn sake lắc phô mai mà xong ở đây thấy là nhiều món quá. Quyết định là gọi hai phần thập cẩm mỗi phần 20k, một cái lắc phô mai, một cái lắc xí muội. Nhìn cái khoai mỡ chiên hình dạng y như cái giọt nước và mình thấy ghi bán cả dừa chiên, hỏi ra thì hóa ra là dừa non. Cũng tò mò không biết ăn như thế nào. Quán này thì là ở quận 7 ngay dưới cái đường ở chân cầu Kênh Tẻ, gần nhà ăn sao nói vậy nên thôi cũng rủ nhau tới. Kiểu lúc đầu bọn mình cũng đã suy nghĩ là gọi cái phần thập cẩm 30k nhưng mà không nhà đừng, cái phần 20k đã nhiều lắm rồi. Trông miếng khoai mỡ này nhìn hay nhở. Đây thì chính là một cái xiên dừa chuối khoai bọn mình tự xiên. Tại nghe nói bọn mình ở ngoài Hà Nội rất ít được ăn sake nên là cô chú còn cho thêm một miếng. Thực ra mọi người không cần tới đây mua đâu, ngồi nhà đặt cũng được nha. Tại vì hôm đấy đi ăn xong hôm sau thèm quá, mình cũng thử đặt ở nhà và giá không thay đổi luôn. Đây là một cái miếng khoai môn này. Nguyên cái túi lắc này là 60% là khoai rồi. Khoai lang, khoai môn, khoai mỡ. Bình thường mình rất thích ăn khoai lang ấy, nhưng mà không hiểu sao lắc lên như thế này lại thích ăn khoai mỡ với khoai môn hơn. Mà sao cô chú chiên kiểu gì mà không bị ngấm dầu ấy, ăn thích cực. Cái phần của mình đang ăn thì là lắc xí muội, sẽ là ngọt ngọt, mặn mặn vị kiểu ô mai ấy. Cứ cái nào hình dáng nhỏ nhất là ngấm vị nhất, ví dụ như khoai mỡ đây này. Bên trong vẫn là cái màu tím đặc trưng, bên ngoài thì không phải giòn hẳn đâu mà cũng mềm mềm, tại được lắc lên rồi mà. Ê khéo mình phải thử mua khoai mỡ về làm cái món này ở nhà mất, bởi vì là dù sau đấy có thử cái dừa khô hay là các món khoai khác, đến cả sake nha, mục đích ban đầu đi ăn đấy, nhưng mà vẫn không thể nào đánh bại được cái hương vị của khoai mỡ chiên lắc xí muội. Mình cũng đã từng ăn sake chiên rồi, của cô chú thì miếng to hơn nhưng mà hình như là do cô chú cắt miếng mỏng, thành ra khi chiên lên mình không có cảm giác được nhiều cái sự bở của nó, chủ yếu là độ giòn của vỏ thôi ý. Thế nên là mới bị xoáy ngôi cho khoai mỡ lên đầu đó. Nhưng tóm lại là vẫn ngon. Mấy nay Sài Gòn chiều tối lại còn mưa mát, ăn mấy cái đồ chiên này là bá cháy.